Máy xay sát gạo gia đình Takio sát lúa ra gạo sạch, nguyên chất. Bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy và cho nguyên liệu là hạt lúa và để sát ra gạo cho bà con cùng xem máy hoạt động đơn giản và hiệu quả ra sao nha. Máy xay sát gạo gia đình Takio dùng để sát lúa trực tiếp cho ra gạo không cần qua công đoạn bóc tách vỏ hay trà bóng. Hệ thống sàng rung lắc dọc giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi gạo một cách hiệu quả. Chức năng nghiền lúa gạo, ngô, khoai, sắn các loại hạt ngũ cốc, vân vân thành cám bột cho gia súc gia cầm. Chức năng làm vỡ bắp, trà bắp, loại bỏ các tạp chất như bụi, mối mọt ra khỏi các loại gạo để lâu ngày. Máy xay sát lúa gạo đa chức năng sát gạo, nghiền cám, sàng rung chất lượng cao. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.